chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi tạp chí Kinh tế Phú Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, là một người con của quê hương Hưng Yên, ngoài 30 tuổi, CEO công nghệ Vũ Gia Luyện là tác giả và đồng tác giả của hơn 30 giải pháp viễn thông và công nghệ thông tin, đã sở hữu trong tay hàng loạt các giải thưởng danh giá, là cá nhân tiêu biểu được tôn vinh trong chương trình Vinh quang Việt Nam 2022 Bản lĩnh Việt Nam. Trong phần cuối của chương trình hôm nay, mời quý vị gặp gỡ gương mặt ấn tượng này. Còn bây giờ sẽ là những tin tức tài chính thị trường chúng tôi vừa cập nhật. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình hành động thực hiện chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên với mục tiêu nâng cao chất lượng, năng lực cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa dịch vụ xuất khẩu tỉnh Hưng Yên, phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng xuất khẩu bình quân 9,24% trên năm đến năm 2030 đạt 13 tỷ đô la Mỹ, tập trung đẩy mạnh xuất khẩu trực tiếp các sản phẩm có lợi thế nhằm góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng trưởng GDP, thúc đẩy các ngành sản xuất phát triển. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch đổi mới phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong nông nghiệp tỉnh Hưng Yên năm 2023 với mục tiêu thành lập mới 20 hợp tác xã, 140 tổ hợp tác, phấn đấu có 80% hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả. Phấn đấu có 58 hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, có 186 hợp tác xã liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Để bảo tồn và phát triển làng nghề tỉnh Hưng Yên năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh mới ban hành kế hoạch với 9 nhiệm vụ và giải pháp sau: tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tập huấn về chính sách phát triển ngành nghề làng nghề nông thôn, rà soát, khôi phục, bảo tồn các nghề truyền thống, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cải thiện điều kiện sản xuất và bảo vệ môi trường làng nghề, xây dựng vùng nguyên liệu tập trung phục vụ làng nghề, chuyển giao khoa học công nghệ, ứng dụng công nghệ, thực hiện chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực. Cục thuế Hưng Yên vừa tổ chức quay thưởng chương trình Hóa đơn may mắn quý 4 năm 2022. Hội đồng giám sát đã bấm nút lựa chọn ngẫu nhiên hóa đơn may mắn trên cơ sở dữ liệu của trên 30,8 nghìn hóa đơn điện tử đủ điều kiện trong quý 4. Kết quả có 54 người trúng giải thưởng với một giải nhất 10 triệu đồng, hai giải nhì 5 triệu đồng, 5 giải ba và 45 giải khuyến khích. Tổng giải thưởng trị giá 80 triệu đồng. Bộ Xây dựng kiến nghị Quốc hội, Chính phủ dành gói tín dụng khoảng 110.000 tỷ đồng cấp cho các ngân hàng thương mại cho các dự án nhà ở xã hội, cho nhà công nhân vay theo phương thức tái cấp vốn. Chi tiết phân bổ gói này sẽ giống gói 30.000 tỷ đồng đã thực hiện trong giai đoạn 2013-2016 khi thị trường gặp khó khăn. Cụ thể, 70% được dành cho những người thuê, mua, thuê nhà ở xã hội và thuê mua nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70m² và giá bán dưới 15 triệu đồng mỗi mét vuông. Thị trường ô tô bước vào thời điểm kích cầu sức mua sau Tết, nhiều hãng xe và đại lý liên tục đưa ra các chương trình ưu đãi. Ghi nhận tại các showroom ô tô trên địa bàn thành phố Hưng Yên, Honda vừa công bố chương trình ưu đãi 100% lệ phí trước bạ với hai dòng xe bán chạy City và CRV. Mức ưu đãi theo chương trình từ hãng có thể lên đến cả 100 triệu đồng, tùy theo khu vực đăng ký lệ phí trước bạ. Ngay từ đầu tháng 2, các trung tâm siêu thị điện máy liên tục khuyến mãi, giảm giá từ 30-60% các mặt hàng điện máy. Tuy nhiên, nhiều mặt hàng vẫn trong tình trạng ế ẩm, ghi nhận tại thành phố Hưng Yên và thị xã Mỹ Hào. Điện máy xanh đang có chương trình hoàn tiền 35% cho khách mua hàng điện gia dụng, hoàn 23% cho khách mua máy giặt và hoàn 1,5-25 triệu đồng cho khách mua TV, tủ lạnh, điều hòa, tùy loại. Tại hệ thống FPT Shop, nhiều mẫu laptop dành cho học sinh, sinh viên giảm đến 50%. Hiện giá nhiều loại thực phẩm tươi sống, rau củ, trái cây tại thị trường đã trở về mức giá ổn định, giảm từ 5-10% so với thời điểm giảm tháng riêng. Nguồn hàng dồi dào, phong phú, ghi nhận tại các chợ truyền thống trên địa bàn thị xã Mỹ Hào: bắp cải 15.000 đồng trên kg, hoa lơ xanh 8.000 đồng trên cái, hoa lơ trắng 7.000 đồng trên cái, rau cần 10.000 đồng trên mớ, su hào 3-5.000 đồng trên củ, cà chua 15.000 đồng trên kg. Nhu cầu rau xanh trở về mức bình thường, không tăng đột biến như đợt nghỉ lễ. Báo cáo từ The Information và Svay, TikTok đang làm việc để cung cấp cho các nhà sáng tạo một công cụ giúp tính phí nội dung đối với người xem. Cụ thể, tính năng này sẽ cho phép các nhà sáng tạo thiết lập khóa đối với một số nội dung nhất định và người dùng cần phải đăng ký trả 1 đô la Mỹ hoặc sử dụng một tài khoản trả phí định kỳ để xem được video đó. Anh Vũ Gia Luyện đã điều hành công ty cổ phần giải pháp công nghệ quốc tế và công ty cổ phần phát triển thương hiệu Việt Nam, trở thành một trong những doanh nghiệp đi đầu về các sản phẩm viễn thông dành cho doanh nghiệp và giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Đây là một trong những thành công mà anh Vũ Gia Luyện,
founder tổng giám đốc công ty cổ phần giải pháp công nghệ quốc tế ITS đạt được. Là một người con của quê hương Kim Động, Hưng Yên, ngoài 30 tuổi, CEO công nghệ Vũ Gia Luyện là tác giả và đồng tác giả của hơn 30 giải pháp viễn thông và công nghệ thông tin, đã sở hữu trong tay hàng loạt các giải thưởng danh giá như doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2021, gương mặt trẻ tiêu biểu 2021, là cá nhân tiêu biểu được tôn vinh trong chương trình Vinh Quang Việt Nam 2022 Bản Lĩnh Việt Nam. Là người sáng lập và điều hành công ty cổ phần giải pháp công nghệ quốc tế ITS khi mới 28 tuổi, anh Luyện cùng với các cộng sự đã cho ra đời liên tiếp nhiều sản phẩm mới như giải pháp cuộc gọi thương hiệu, giải pháp sinh trắc học giọng nói, giải pháp xác minh chữ ký, nổi bật là Callbot, tổng đài tư vấn viên ảo sử dụng AI có khả năng giao tiếp với các F0, F1. Những sản phẩm này đã được đánh giá rất cao trong cộng đồng doanh nghiệp. Cái nền tảng smartphone của ITS thực sự là một nền tảng rất là hấp dẫn. Lần đầu tiên mà tôi nghe cái những cái demo ấy của smartphone thì thấy rằng wow, đây chính là một cái công nghệ mà mình cần phải ứng dụng sớm nhất có thể để đưa vào cái lĩnh vực chăm sóc khách hàng cũng như là tư vấn cho khách hàng. Và tôi thấy là cái việc đưa công nghệ này sẽ là không bao giờ là sai lầm, mà chỉ là xu hướng trong tương lai chắc chắn là sẽ phải phát triển và rất cần cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ như chúng tôi. Các sản phẩm này cũng liên tục giành được giải thưởng danh giá như giải thưởng Sao Khuê năm 2022, giải thưởng Thành phố Thông minh 2021, giải thưởng Sản phẩm chuyển đổi số xuất sắc Digital Award 2019-2021. Vâng, và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với CEO công nghệ Vũ Gia Luyện tại trường quay S9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa anh, là con đường dẫn anh tới khởi nghiệp bằng công nghệ như thế nào ạ? Có một cái nền tảng nào trước đó hay là mình tự mày mò tìm hiểu? Tôi và các cộng sự của tôi xuất phát điểm là những sinh viên học trường công nghệ. Thì đối với cả chúng tôi thì có niềm đam mê cháy bỏng thì từ lúc mà còn học sinh rồi. Thì khi mà ra trường thì chúng tôi cũng theo luôn làm việc ở trong những cái tập đoàn liên quan công nghệ, tập đoàn rất là lớn, đấy, cả trong và ngoài nước. Thì khi mà chúng tôi cùng nhau để vun đúc ra cái ý tưởng để chuẩn bị khởi nghiệp thì chúng tôi cũng xác định luôn cái con đường là phải khởi nghiệp bằng công nghệ, và cái xu hướng công nghệ nó cũng sẽ là cái xu hướng tất yếu của thời đại. Thế nên là chúng tôi tập trung rất nhiều thời gian, tâm trí, vốn vào để triển khai các sản phẩm nền tảng. Chúng tôi theo thiên hướng đấy là phát minh sáng tạo. Chúng tôi chế tạo ra các cái nền tảng sản phẩm này, chúng ta sở hữu bản quyền này, và chúng tôi là những người mà có xu hướng là tạo ra cái trend, tạo ra cái xu thế, chứ chúng tôi cũng không đi theo xu thế. Chúng tôi đề cao rất cao cái tính sáng tạo. Khởi nghiệp bằng công nghệ thì chắc chắn là không hề đơn giản, bởi vì công nghệ thì thay đổi hàng ngày hàng giờ. Anh có thể chia sẻ về điều này. Khởi nghiệp bằng công nghệ thì thực sự là không hề đơn giản, bởi vì các cái giải pháp, các cái hệ thống về công nghệ nó rất là phức tạp. Đồng thời là cái diễn biến về phát triển công nghệ trên thế giới nó cũng rất là bùng nổ và thay đổi hàng ngày hàng giờ như MC nói. Tuy nhiên là chúng ta mà trẻ nhỏ các cái phần ra thành các cái nhóm, rồi nhóm sản phẩm hoặc là các ngành sản phẩm áp dụng vào trong ví dụ như viễn thông hay là tài chính ngân hàng hay là logistics vận tải thương mại điện tử, thì cũng lại tìm ra được những cái nhóm, những cái ngành sản phẩm mà chúng ta hoàn toàn có thể trở thành tiên phong. Khi đấy chúng ta cầm cái bản lĩnh tiên phong đấy, chúng ta đưa ra các sản phẩm sáng tạo, đăng ký bản quyền nó, đồng thời là phát triển sản phẩm đến một mức mà có thể thương mại hóa, thì chúng ta tiếp tục là cung cấp ra thị trường, kiếm ra nguồn doanh thu, đồng thời là tiếp tục phát triển thêm sản phẩm đấy. Chúng ta hoàn toàn là có thể trở thành những người tiên phong, những sản phẩm dẫn đầu và có sự ảnh hưởng. Thì tôi nghĩ đối với cả mỗi công ty hoặc là thậm chí là cá nhân, các cái chuyên gia hoàn toàn có thể khởi nghiệp công nghệ. Đấy, tuy rất khó khăn nhưng mà cũng đầy vinh quang. Chúng ta hãy đưa các cái tri thức lên hàng đầu và phát huy cái tính sáng tạo của chúng ta. Chúng ta sẽ có thành quả và thành tích. Vậy thì hiện tại thì anh đang tập trung vào những cái sản phẩm công nghệ nào ạ? Đối với cả tôi và công ty thì hiện tại là chúng tôi đang tập trung vào lĩnh vực viễn thông và trí tuệ nhân tạo. Thì đây là hai cái mảng nền tảng rất là lớn và có độ phủ cao, hoàn toàn có thể tác động đến rất nhiều các đối tượng khách hàng và người thụ hưởng. Thì hiện tại là chúng tôi cũng đã làm một số sản phẩm dịch vụ cũng rất là nổi bật, như là cuộc gọi thương hiệu, nghĩa là doanh nghiệp có thể gọi ra và hiện lên tên ở trong cuộc gọi đến. Khi đấy là khách hàng hoàn toàn là có thể nghe hoặc là không nghe, tránh được cuộc gọi rác. Đấy, hay là cái hệ thống với trí tuệ nhân tạo như hệ thống gọi tự động
thay thế cho con người ở trong công việc như là TCO hoặc là chăm sóc khách hàng, hay là các hệ thống về sinh học bảo mật và hợp đồng điện tử. Thì các nhóm ngành này của chúng tôi tập trung rất nhiều vào cái việc là giúp cho doanh nghiệp tối ưu chi phí và tăng doanh thu, giúp cho cái việc chuyển đổi số nó trở thành thực chất, là những cái người thụ hưởng trực tiếp là chính là những người quản trị doanh nghiệp, các cái bộ phận liên quan đến bán hàng và quản trị của doanh nghiệp đấy. Vâng, thưa anh, là hiện nay thì chuyển đổi số là một cái yêu cầu rất là mạnh mẽ đối với mọi doanh nghiệp. Với những doanh nghiệp lớn thì con đường này có vẻ là bớt chông gai hơn, nhưng mà với những doanh nghiệp nhỏ và vừa thì đây không phải là điều đơn giản. Anh có những cái lưu ý gì với những doanh nghiệp nhỏ và vừa trong quá trình chuyển đổi số ạ? Thực ra là cái phần chuyển đổi số này chúng ta chia thành hai nhóm như vừa rồi của MC nói, thì là nhóm là doanh nghiệp lớn, nghĩa là cái doanh nghiệp này người ta có tiềm lực, người ta có bộ máy lớn và người ta có kinh tế tài chính lớn, thì họ có thể đầu tư nhiều cho cái việc mà các sản phẩm liên quan chuyển đổi số, thay đổi về các quy trình tối ưu hoặc là tăng cái năng lực về kinh doanh bán hàng. Đấy, đi kèm đấy thì họ cũng phải đầu tư rất là lớn. Đấy, đối với cả doanh nghiệp vừa và nhỏ thì mình có nhiều cái sự lựa chọn hơn. Và thực sự là công ty mà đang nghiên cứu sản xuất ra các sản phẩm chuyển đổi số đấy, thì họ đã làm ra những cái version mà đáp ứng được cho cả khách hàng lớn, khách hàng trung bình và khách hàng vừa và nhỏ, thậm chí là các cá nhân. Đấy, thế nên là chúng ta là hoàn toàn có các cái phương án để lựa chọn các sản phẩm phù hợp để triển khai. Không phải là nhất thiết chúng ta phải có nguồn lực rất là lớn, mà chúng ta quan trọng nhất đấy là doanh nghiệp đấy có muốn chuyển đổi số hay không, và cái người đứng đầu người ta sẽ lựa chọn như thế nào, phương án nào, đồng bộ hay là làm dần dần, hay là lựa chọn các đối tác cung cấp dịch vụ sản phẩm cũng vậy, dùng hàng của nước ngoài hay hàng của Việt Nam, hay là các cái hãng nào nó phù hợp với cả cái việc mà kinh doanh của họ. Thì như thế là tôi thấy là các doanh nghiệp là đều xuất phát là như nhau, và thực sự là cũng sẽ phải đầu tư, và thực sự những cái người mà đứng đầu ấy cũng phải rất quyết tâm thì mới có thể đạt được thành công. Thưa anh, là trong cái quá trình chuyển đổi số ấy, thì với những doanh nghiệp nhỏ và vừa thường rất e ngại hai cái vấn đề, đó là về nhân lực và kinh phí. Anh có chia sẻ gì về điều này ạ? Thực sự là những năm trước đây thì chúng ta có thể rất là e ngại câu chuyện nhân lực về kinh phí, bởi vì doanh nghiệp vừa và nhỏ thì họ khó có thể đầu tư có cái đội ngũ về công nghệ thông tin riêng, hay là họ bỏ ra một cái phần chi phí lớn cho cái việc mà trang bị các sản phẩm công nghệ chuyển đổi số, trong khi là họ lại có rất ít người để có thể nhanh chóng là tiếp cận và sử dụng cũng như là tối ưu hóa các cái công cụ này. Đấy, thì như thế là họ có thể trở thành kiểu như phong trào rồi đầu tư lãng phí. Đấy, chưa chắc đã được áp dụng tốt. Nhưng mà trong vòng khoảng 2 năm trở lại đây ấy, thì là các cái sản phẩm chuyển đổi số nó cũng đi vào rất là thực chất. Đấy, các cái nền tảng từ software as a service, hay là nghĩa là các nền tảng như là một dịch vụ, hay là phần mềm như một dịch vụ, hay hạ tầng như một dịch vụ, thậm chí là sau này là các cái dịch vụ nó cũng trẻ nhỏ ra. Đấy, thì là doanh nghiệp hoàn toàn có thể lựa chọn thuê mua các sản phẩm phần mềm này trên cloud với giá rất là rẻ, đồng thời là thuê mua theo cái yêu cầu, theo cái nhu cầu của mình, hoặc là họ có thể thuê mua để dùng thử, sau đấy họ đưa vào áp dụng. Và các cái đơn vị mà cung cấp sản phẩm dịch vụ ấy, họ có sẵn cái bộ máy để hỗ trợ cho việc cài đặt, hỗ trợ việc đào tạo, hỗ trợ cho việc mà triển khai, hỗ trợ cho việc mà sử dụng, làm sao cho ra được cái kết quả và có hiệu quả. Thì như vậy ấy, thì cái việc mà kinh doanh sản phẩm nó mới bền vững. Thì những cái doanh nghiệp mà làm platform, làm dịch vụ thì họ mới có thể làm qua năm này đến năm khác và có những bước phát triển. Chứ nếu mà mình mà chỉ là cố gắng để bán được cái sản phẩm trong doanh nghiệp dùng mà không thấy tốt, các cái ông chủ ông ấy dùng ông không thấy là có thay đổi gì, thì doanh nghiệp đấy họ cũng không thể phát triển được. Thì bây giờ theo tôi là các giải pháp họ đã dần dần chuyển qua giai đoạn là đồng bộ hóa trong cái việc mà đưa áp dụng công nghệ, không chỉ là trang trí, không chỉ là phong trào, mà thực sự nó phải đưa vào trong cái bộ máy vận hành, trong các lĩnh vực liên quan đến kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, liên quan đến tối ưu chi phí, liên quan đến làm sao mà đạt được các mục tiêu, mục đích của ban quản trị đề ra, thì nó sẽ thực sự là hiệu quả và họ không e dè nữa. Bởi vì sản phẩm chuyển đổi số đưa vào là tốt lên, tăng được kiếm được ra nhiều tiền hơn, tiết kiệm chi phí hơn, thì nó không còn là vấn đề câu chuyện là đầu tư bỏ ra hoặc e ngại gì nữa. E ngại là chỉ trong cái trường hợp là lãng phí thôi, đúng không ạ? Xin cảm ơn anh đã dành thời gian trao đổi với tạp chí Kinh tế Phú Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và nhân dịp năm mới, xin chúc anh sẽ có một năm mới với nhiều trải nghiệm mới và nhiều thành công mới ạ. Vâng, xin cảm ơn. Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã khép lại tạp chí Kinh tế Phú Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên hôm nay. Cảm ơn sự đồng hành của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Hưng Yên, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hưng Yên, Công ty Bảo Việt Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào lúc 20:15 thứ bảy tuần sau.